Cơm sườn hay cơm tấm, anh ơi em muốn ăn cơm tấm. Cơm sườn hay cơm tấm, em ơi anh không muốn ăn gì hết. Trời ơi, thời buổi nào rồi còn nghe cái loa điện thoại nữa. Dở quá, gặp hát cũng thấy gớm. Đúng quá tệ, bây giờ công nghệ sẽ tới 5.0 rồi mà sống như 0.5 vậy. Về thời nào ô bê lông mà sống. Cất điện thoại luôn đi. Ừ, dẹp đi. Chứ tiền đâu mà mua loa, trả nợ đi trời. Thôi, thì bây giờ thay vì trả nợ cho bà, tôi sẽ mua cho bà một cái loa JBL Clip 3. Giá 1.500.000, nghe cực kỳ quê luôn. Chúng ta thay vì xong ca, chúng ta chơi được 8 ca, thập bát ca luôn, chơi luôn cả vi long đại ca luôn. Ghê vậy? Ừ. Ở đâu bán? Ôi, tôi biết ở chỗ này bán có 900.000 à. Rồi mình mua 900 thôi, còn 600 mình mua thêm đồ ăn về, mình vừa nghe nhạc, mình vừa quẩy. Hợp lý. Ok đó, nghe hợp lý đó. Giờ đi thôi, mua đâu vậy? Đi theo tôi đi là biết. Ok ok, đi 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 liền đi liền đi. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Minh Tuấn Mobile. Tết đến xuân sang thì chắc hẳn là nhà nhà đều đang mua sắm và chuẩn bị đồ ăn nè, bánh mứt nè, cũng như là trang trí nhà cửa để đón Tết đúng không nè. À, nhưng mà có một thứ á mà không thể nào thiếu vào mỗi dịp Tết đến, đó chính là âm nhạc. Mà muốn được nghe nhạc hay á thì phải có âm thanh xịn nè, nhưng mà âm thanh hay thôi đâu có đủ đâu, mà phải có ngoại hình đẹp nữa thì mới chuẩn combo sang xịn mịn ngày Tết chứ. Vậy nên mua loa gì bây giờ, hãy cùng Tâm tìm hiểu 3 mẫu loa sang xịn mịn quẩy cực sung ngày Tết nhé. Let's go. Đầu tiên là chiếc loa Harman Kardon Onyx Studio 5, là thành viên mới gia nhập đại gia đình Onyx trong năm 2018. Ngoài với những đột phá trong thiết kế, tính năng thì chất lượng âm thanh của loa di động Onyx Studio 5 luôn được đảm bảo bởi tên tuổi của thương hiệu đình đám về sản xuất thiết bị âm thanh này. Harman Kardon Onyx Studio 5 có thiết kế hoàn toàn mới, thay vì có hình bầu dục thì máy sẽ có hình giọt nước nếu bạn nhìn từ góc bên. Nhìn chính diện thì Onyx Studio 5 có thiết kế tròn trịa với phần quai sách nhôm rộng hơn, chắc chắn hơn. Phần khung nhôm và lớp bọc bằng vải cao cấp tạo cảm giác ấn tượng khi đối diện. Vẫn giữ cách bố trí nút chức năng như dòng Onyx trước. Máy có phía trước loa là các nút play, pause, nút tăng giảm âm lượng, nút on off, nút kết nối Bluetooth. Onyx Studio 5 cho chất lượng âm thanh tinh tế, trong trẻo, không quá sáng, không có quá nhiều bay. Nếu muốn nghe thật nhiều bay thì rất đơn giản, chúng ta kích bay bằng cách đặt loa ở vị trí gốc là xong. Loa đáp ứng âm thanh chân thật cho nhiều thể loại âm nhạc. Có thể nói Onyx Studio 5 là sản phẩm loa di động xứng đáng để trải nghiệm. Tính năng kết nối dual sound cho phép người dùng có thể kết nối hai loa Onyx Studio 5 với nhau tạo thành cặp loa di động cho trải nghiệm mới lạ tuyệt vời về âm thanh. Chiếc loa này phục vụ nhu cầu nghe nhạc lên đến 8 giờ liên tục. Hiện nay mẫu loa này đang được giảm tới 45% ở Minh Tuấn Mobile. Thay vì mức giá 6.500.000 đồng thì chỉ còn 3.590.000 đồng thôi. Mức giá quá hấp dẫn phải không nào? Chiếc loa thứ hai mà ta muốn giới thiệu với các bạn chính là chiếc JBL Clip 3, thành viên nhỏ nhất trong dòng loa di động của JBL đang được nâng cấp. Cùng gặp gỡ chiếc loa không dây đã được tối ưu hóa để đạt chất lượng âm thanh tốt hơn này nhé. JBL Clip 3 là chiếc loa kết nối không dây từ xa, bạn có thể ghép nối chiếc loa JBL này với điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác của bạn để thưởng thức âm nhạc ở bất kỳ đâu. Pin sạc có dung lượng 1000mAh, phát giai điệu yêu thích của bạn trong tối đa 10 giờ với một lần sạc đầy đủ. Chiếc loa không dây này có chỉ số chống nước IPX7 cho phép sử dụng tại bãi biển hoặc bên hồ bơi, mà là âm thanh sắc nét, mạnh mẽ, đảm bảo một loạt các âm thanh tái tạo mạnh mẽ, cung cấp âm thanh sẵn sàng, micro tích hợp sẵn, chấp nhận cuộc gọi rảnh tay qua loa, một kẹp tích hợp cho phép bạn dễ di chuyển. Mẫu JBL Clip 3 này đang được giảm tới 33% tại Minh Tuấn Mobile, thay vì 1.480.000 đồng chỉ còn có 990.000 đồng mà thôi, mức giá quá hời phải không nào? Chiếc loa cuối cùng trong bộ sưu tập này mà ta muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chiếc loa JBL Full 4. Năm 2019, JBL đã cho ra mắt nhiều mẫu loa mới. Trong số đó, chiếc này là một sản phẩm mới trong dòng Full. Như một điều hiển nhiên, những dòng sau luôn có thiết kế khác hoàn toàn và cải thiện hơn hẳn những dòng trước. Thiết kế led 360 độ, cả chiếc loa JBL, chứ không chỉ còn ở phần thân trên. Thiết kế của chiếc loa này thay đổi vô cùng đáng kể khi phần chân đế đã biến mất, làm cho loa trở nên trong suốt, cho cảm giác loa thật sự chắc chắn. Một lần nữa giúp loa được chống rung tốt hơn khi đặt trên mặt phẳng. Loa được làm từ nhựa trong suốt với phần thân trên của Boost 3, bên trong là dãy đèn LED rực rỡ. Chất lượng âm thanh công suất 20W được đánh giá cao. Với công suất lên đến 20W thì chất lượng âm thanh trên được nâng cấp mạnh mẽ. Đó là âm bass được cải tiến cực tốt, âm có độ sâu, rộng và độ tan âm tốt hơn so với Boost 3. Loa được tích hợp công nghệ chống nước IPX7 hiện đại giúp bạn thỏa sức sử dụng mọi lúc mọi nơi. Cùng với âm thanh 360 độ để có thể nghe thấy âm thanh của loa từ mọi hướng. Bên cạnh đó, trên JBL cũng có một công nghệ độc nhất mà nhiều hãng không có, đó là JBL Party Connect. Giúp loa có thể kết nối đến 100 chiếc loa JBL lại với nhau, tạo thành không gian âm thanh vô cùng sống động và nổi trội. Cổng sạc của JBL Full 4 đã được nhà sản xuất thay đổi thành cổng USB-C với khả năng chống nước tốt nên không phải lo sợ vấn đề vô nước khi thiết bị loại bỏ nút đẩy cao su ở loa.
Loa cho thời gian sử dụng lên đến 12 tiếng đồng hồ đáp ứng nhu cầu cho cả ngày dài. Hiện tại Minh Tú Mobile đang được giảm giá 12%, thay vì 4.990.000 đồng, bây giờ bạn chỉ cần trả 4.390.000 đồng thôi là đã có thể sở hữu ngay một chiếc rồi. Và đó là ba mẫu loa sang, xịn, mịn để quẩy cực sung ngày Tết này mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Hiện tại thì cả ba mẫu loa này đều đang được bán ở Minh Tú Mobile với mức giá hết sức là yêu thương. Các bạn thích mẫu loa nào cứ mình bên dưới cho mình biết nhé. Và còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay Minh Tú Mobile để sắm ngay cho mình một chiếc nào. Còn bây giờ thì đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh Minh Tú Mobile để đón chờ những video tiếp theo nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.